đã nói Chicago là dân chơi nên nói chi dùng Siga hiệu Cohiba, ông già nói lên là cảnh sát trực thuộc liên bang. Có cuộc sống vô sang mày địa vị khá là hiên ngang. Đêm nay 12 giờ đêm có cuộc gọi đến Washington DC. Bố ơi con đã mà lỡ tay đọc rớt hai thằng cảnh sát Mỹ. Bố nói cứ để mà tao lo, còn mày tìm đi ở khác đi. Mày đâu là bộ phòng mà ba lô phi thật nhanh ở trên con mạng. Khi trời vẫn chưa kịp sáng ra phi trường Los Angeles, nhưng mà gặp từ Chicago đưa nói về với Mexico, cái nơi mà nói sinh ra không có gì ngoài mafia. Ông già chống chèo vụ này mất khoảng tầm vài triệu đô, tìm thằng homeless nào đó đưa nó ra để thế chỗ. Chuyện gặp với gia đình nó mức quý vàng 6 con số, coi như mọi chuyện êm xuôi, mọi thứ ta kia ôm xô. Đánh nhanh rút gọn trong đêm, chuyên án đến nay được xóa sổ. Sớm sau Washington lại đăng báo đã tìm được tên hung thủ, và ông già nó lại là người làm công lãnh được một khoản thu khủng. Anh em tao lại mở tiệc lớn đó, nó về với Chicago, Walker Rolls Royce 4 chỗ, hai bên kẹp thêm hai cô. Nó kể tao nghe mọi thứ về gia đình vượt biên sang Mỹ, cái nơi gây bao tội lỗi khi bước đến Miami, một thời hoàng kim của mafia chinh chiến tại Florida. Ông già nó kiếm đường móc nói rửa tiền cùng các bố già. Trong một đêm mưa gió nó nghe mẹ nó khóc la, khi nghe tin thằng anh nó phải rớt lại tại bờ chi nhà. Chiến hàng đêm đó nó quá lớn, bọn cảnh sát đêm đó quá trớn, ép anh nó vào mức đường cùng, mở đường máu rút súng bắn trả. Bọn cảnh sát không còn kiên nhẫn đã xuống lệnh ra đạn bắn hạ. Anh nó gọc xuống bên khẩu AK, trong tay còn cầm một nắm đô la, cái giá phải trả nó quá đắt vì đồng tiền chấp nhận đánh đổi. Cuộc sống ngoài vòng pháp luật không có gì có thể mà gánh nổi. Trong tay ta là một nắm đô la, dạo quanh khu phố Mobosa, mở nhạc Erotica, ban cho niềm hiu ra. Trên con hai bơi kha, tụi nói chỉ biết mà ngước nhìn, roulette đến son lấp lánh, nghe đến giá muốn nói lên đứng hình. Đêm nay anh em lại lên ba, mấy em gậy nhảy trên sofa, bên phải mấy em mà đi ba, sắp trên bàn 5 kg đô la. Nâng ly cho sự mà thành công, cạn ly trong sự đồng thanh, tiền biến trở ngại thành không, đánh đổi tuổi trẻ mới có mà thành không. Với thành công với tao đã được nghĩa, còn bằng không cái thân thường liệt ngược. Phải cố gắng để đời mày được việc thì cuộc sống này mới tuyệt được. Nếu cố gắng bước ra mày làm giàu, nhưng trước khi nhúng tay vào làm đừng thể hiện năng khiếu mới làm màu. Hãy im lặng bắt tay vào làm, tao không có gì cho mày đâu. Đi đường nhanh thì trực ở đầu dây, việc nhà lương cao cũng có thể khiến cho mày giàu ngay à. Sao dễ nhanh cũng quá dễ, có bản lãnh thì bước vào đây. Để có cuộc sống giàu sang thì phải chấp nhận kiếp sống màu vàng, không bản lãnh thì mày đừng bước, vì đôi chân mày còn quá non. Mà muốn ra khơi phải chấp sóng lớn, mà không đủ đẳng thì làm cá con. Đừng đợi chạy trước khi bước đi, nó quá khó tạo nên bằng thắng. Với những hành vi khi tiểu suy nghĩ phải chung bằng năm bằng tháng. Cái án của cuộc đời mày là bẫy mê làm giàu cho người khác, mà lực của đồng tiền này nó khiến cái thiện trở thành cái ác. Đừng nhìn cuộc đời một màu u tối, hay nghĩ là nó màu hồng. Đừng sửa sai bằng lời sám hối, vì thứ nhận lại là viên kẹo đồng. Thiện ác do tâm mà ra, đừng đặt quá nhiều quy tắc. Cuộc đời là những chuyến đi xa, mà đừng để nằm trong song sắt. Phải quyết đoán cho cuộc đời mày, đừng để mọi chuyện nói quá mông lung. Đời không có thời gian quá nhiều để mày nhận ra đâu là sai đúng. Hảo hán làm gì đó chính là khi mà thắng không kêu mà thua không oán. Đừng mang những lời thị phi, vì lòng người từng hay đã đón. Nó luôn tìm cách để dìm mày xuống khi thấy mày có chút đỉnh thành công. Mày đừng có làm theo ý nó, muốn bị hạng tiểu nhân bận lòng nghe chán đời không. Họ gọi em là player, họ xếp hàng dài mấy mét, gặp em đâu đó trong bờ, không cần nhìn em cũng cuốn, body nóng hỏi như là pizza, ai mà nhìn em không muốn, ăn đứt mấy câu được gọi là diva. Em nói hồi nhỏ thích uống trà sữa, nhưng lớn xíu nữa em thích XO. Hồi đó Xa Vi Andy, bao năm trưởng thành giờ chỉ thích đô, em thích con nhà phú Đánh thêm tí mascara, nhìn em chán lệ như Moscow. Em mang nét đẹp chủ nghĩa vì có dòng máu gốc Việt Lai Nga. Em khiến bao nhiêu người thích, ôi anh nói thật chứ anh không điêu. Anh đây thì có ba bích để anh đi trước vì em so real. 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 Yeah. Khi ngồi chung năm cùng với cậu cả, cầm airflow qua bên trên cậu thả. Khi em nói em thích Gucci, nhưng xin lỗi cậu chỉ toàn đô la Mỹ. Đêm nay cậu chỉ thích nhìn em bay. Đêm nay cậu không thích em bên ai. Đêm nay cậu bị chuốt cho em say. Đêm nay cậu là hết cho hai em. Cậu đây không phải là đại gia, nhưng ông già cậu tên là đại tá. Chạy con xe biển số ngoài giao, xin mời chú nào thích cho đồng vào. Nhà mặt tiền đường hoa huyền hoại, góc yêu quơ là một nơi chuyện ghê. Và trong đây nghe cậu kể chuyện, vài ba ly ta bắt đầu chuyện hề. Em đứt từ mình dây, muốn lập công thì bước vào đây. Tôi thanh sưng sau cứ ngày hào, những chuỗi ngày ngồi đấy sau khay. Ở trong em như một đó hoa bất tử, không ai lấy kia đây đấy cậu cất giận. Vào buổi sáng em là học sinh chuyên cần, nhưng đến tối khi lên ba là nhìn em căng liền. Lít. It's A V I em đâu chưa say, thôi tay đâu em ơi đưa đây bớt anh đêm nay. Em bay trên vai hai lai tua ai ta vui đêm nay. Quên mai bên anh sau sai tao quên lúc mai sau. Vì em so real. 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 Không ăn chơi ở vùng biên giới là nơi ăn chơi xa đỏ, đốt tiền của các ăn chơi mà có con phố nhỏ đèn màu. Các ông quan vẫn thường lui tới mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay chủ cả ở khắp mọi nơi. Muốn ý kiến mà ở nơi đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi, mà chơi xong thẳng đi bằng tiền tươi mà ganh đùa như một cuộc thi. Ông chủ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là zombie, mày nhớ tao tốn trước khi ra về mày nếu không muốn trở thành cương thi. Nếu đã bước đến nơi đây chỉ quan tâm là đến tiền lương, mà các thiếu gia khi đến mua chui khi trên tay cầm nhiều cân lượng. Thì con xe bản số bạc triệu nhưng cậu ấm ở vùng biên cương, không ăn to và nổi lớn khi bộ nổ đang giữ chức tướng. Từng đúc lót cũng phải cân ký mà để thằng con đốt cả chục tỷ, mà toàn phần lớn phải gia chi tử mà mua chu thiền để mở bạc đi ăn chơi. Còn với chân dài mà giữ sĩ diện chơi đầu xa xỉ, mà nhìn mày hoài ra vẻ ngây thơ mà chủ đường dây buôn bán ma túy. Lợn hết cái phố đang màu mà ta ghét thăm sòng bạc bê gắt, là nơi dân chơi đổi tiền mà sau những phi vụ phạm pháp. Sòng bạc lớn đã mỗi một ngày mà trên nghìn người đã bước ra vô, nhưng thủy bên trong đã có tỷ vô nắm hết cái phần tỷ số. Cái quan nằm ở nơi đây trong trời vô thể lá cơ, hy vọng gửi lại phần vốn mà thì chuyện đổi chi trong giấc mơ. Có giấc mộng mới đi làm giàu thì mày đã quá ngây thơ, do cái tánh mày quá tham lam nên chỉ trở thành con nợ. Các cụ già mà ở nơi đây mà có khuôn mặt mà thật phúc hậu, ngồi uống trà và bàn nhau chăm lo cho việc xuất khẩu. Nhưng sự thật là ngồi bên kia các chi nhánh để buôn đồ lậu, muốn buôn rác mà phá đường dây mày thì chuyện đó để còn rất đâu. Để danh tiếng mà là doanh nghiệp, làm thúc đẩy lên nền kinh tế mà là doanh nghiệp mà rất gương mẫu, mà tạo điều kiện cho người làm thuê làm công tác mà đi từ thiện, mà dẫn chuyến hàng mà rất trí tệ, sắp xếp hết mà theo thứ tự, hàng được chuyển cái dạng tinh thể. Bỏ hồng phiến để vào mì tôm hay khi đã nói vào bột ngọt, cứ ung dung ta tải hàng đi chứ cần gì cái việc đút lót. Vài chục chiếc xe từ thiện qua mặt quan này đều chót lọt, mà ta trao quà rồi ta nhận tiền mà chưa bao giờ cây hàng thất thoát. Có tài khoản ở nước ngoài, bố già có nhiều ngân lượng, danh cũng khủng mà nhưng cuộc sống rất giản dị đi không vô cương. Quán xuyên hết mà trong lẫn ngoài, cuộc sống như một ông tướng, cách đối nhân và sự thế khéo léo hơn tu nguyên chương. Có em út mà đi tu phí từ quán lớn cho đến quán nhỏ, khách ăn chia mà theo phần trăm, mày phải chung chi đi khỏi nhăn nhỏ. Đến cuối tháng mày thì phải đóng đúng quân sự, mày khỏi cò mò mà đừng có ngu mà đừng kể lệ, khỏi đóng phí thì mày làm to. Chính mắt tao mà đã chứng kiến, mà lên máu da đi đốt khách sạn, vứt ông chủ cái quán massage mà rơi xuống đường từ lan can. Tính đánh sập chỉ một quán bar, chỉ một đêm cho tới sáng, mày muốn chống mà với bố già thì cuộc đời mày coi như tàn. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là cầu con thật, cậu cả cái xưa đi cầu thân, cậu cả lớn lên cậu cần đầu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè. Lớn lên trong sự giàu sang, giàu ngang ở trên vạch nứt, để cái kho cứ ăn mặc thích chứ cần gì thức nói chuyện mực sách nè. Khoác tài sánh vài trụ cả mà không sợ ngã vì cậu có đô la, vẽ xanh vào trong coca mà ngồi sofa hula cơn tiền alo, ông bà già gửi cho mày trùng sắp. Dù có khắp cậu cả có chung chi, muốn thiên ra đi cậu mà tỷ thí trả phí cùng mày em đi chung. Cậu cả không tính triết lý, cậu quỷ nhiều lời nói thị phi nè, cậu quen với cách chung chi tính phí bao xanh nói tùy uy nè. Money, city, party, Paris, Fendi, LV, Burberry, Gucci. Người gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali, cậu thích cái hàng xa xỉ để buông tiền tỷ để lái Bugatti. Dù thì cậu là những anh tặc chụp dài mở nhạc để phương, hữu là con của chú cả mà ngã phần lớn đầu ấm bạc câu chiêu. Ăn chơi cần tiền cứng gọi, bôi thỏi sẽ vai mà chịu đâu. Ông bà già trong casino ở Chicago khỏi bàn vì đậu view. Cần tiền money cứ gọi Catrona đi, hết tiền money cứ gọi Catromami. Cần tiền money cứ gọi Catrona đi, hết tiền money cứ gọi Catromami. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là con cầu con khập, cậu cả cái xưa đi cầu khẩn, cậu cả lớn lên cậu cần đầu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè. Và trong nhà mua căn villa, đón đi và tặng đến Cali nè. Homie có thằng Xa Vi mà đến villa uống cho cạn ly nè. Gọi thêm mấy em mà chân dài, bài đường cong cùng cậu say hay, đến chuyến bay mà không có người làm. Đẹp trái đây ra cậu làm hay lại gọi gió thêm mây nhạc hay khói bay mắt không còn được nhìn thấy. Một chấm say đập khoác vai có ai cậu chi trăm nghìn đầy, tìm thấy thảo nhược thiên nhiên Aladdin cùng cây đèn thần, nhạc lên ánh mắt đỏ hoang mà vượt hố đèn cậu đang cần đến. Diva, Fia, Hola, Villa, Dollar, Cara, Vina, Sabi, Mulay City, Paris mà có chân dài rồi Bogini. Đau thao Kelly City có thằng homie nó làm mafia, lớn lên cậu không có cần đọc, họ dẫu bạch đích đầm đầu, đơn trên và ngồi trước, cậu từng bước đến đầu mâm, quyền hạn tập đoàn là cậu nắp, bấm bài số máy nhà chiều đầu, hết tiền cứ gọi cho bố mày chính chữ số cậu tìm chủ tiêu nè. Cần tiền money cứ gọi Catrona đi, hết tiền money cứ gọi Catromami. Cần tiền money cứ gọi Catrona đi, hết tiền money cứ gọi Catromami. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là con cầu con khập, cậu cả cái xưa đi cầu khẩn, cậu cả lớn lên cậu cần đầu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là con cầu con khập, cậu cả cái xưa đi cầu khẩn, cậu cả lớn lên cậu cần đầu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng. Thôi mày nghe vì cuộc đời tao, mày đừng có ghiền là phải lao động. Khi còn bé mới theo lão đại là để kiếm tiền, người cầm quyền mới thay lão đại. Khi mỗi lúc mà ông vắng nhà mà tao là người mà ông tin tưởng, này cánh tay phải này vốn thật thà. Mà nào là thuốc mà nào là rượu, một mình tao là phải quán xí. Mới ngồi ghế bành hai tay chỉ chỏ, chỉ uống nước trà và nghe bộ tiếng. 3 giờ sáng cái thật nhộn nhịp, khu biên giới là như đập xiết. Mọi người tải thuốc, mọi người tải rượu, xe tải hàng là trên 100 chiếc. Mày đừng bao giờ mày lạc vào đây. Tôi cầm máy ảnh mà chụp các kiểu, một hồi là đầu đổ máu. Chú phóng viên là khỏi phát biểu, động tác nhanh phải xả lẹ. Đó là điều mà mày phải có mới vượt biên giới. Mà lời mời thì xác định là ngủ với chó. Một nụ cười mà rất thân thiện, hai ánh mắt là đầy triều mến. Mà đó chính là cái ngày lão đại. Khi nhìn thấy cái hàng cặp bến, lại là tao là phải điều khiển tới cả đôi nhà này 4 hàng kiểm. Để đầy phòng cái hàng thắt thót, lão đại chơi chưa đủ điểm chứ. Mày được thấy là vỗ đại bay trên mặt nước, chở 10.000 cái bao thuốc lá là chạy dở đầu là cao cả thước. Từng bao giờ mà mày ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thằng này thuốc. Một cậu bé chỉ 15 tuổi là ba đại đầu là nói chơi thuốc. Chiều biên giới là mày sẽ thấy xe tải hạng để chở gỗ tạp. Mày nếu lỡ thấy thì đi nhanh, mày đừng ngó ngó một hồi ăn đạp. Mày đừng có ngu là hỏi ông can, mày sao gỗ tạp ông chở làm gì, mày né ông ra. Mày nếu không muốn vô công lộn ngồi ăn củ mì, mỗi chuyến hàng mà qua chót lọt. Tỷ số tao được ăn chia, đồng tiền mà tao bỏ túi. Ta công sức mà thức tới khuya, nếu gặp tao mày vào ban ngày. Nếu mệt mỏi thì đi theo tao, mày sang năm bên mày chơi cho biết là casino nằm ở trên cao. Chơi xả láng mới sáng ngày sớm, không việc gì mà mày phải ngại. Từ massage cho đến đồng chứa đều mang tên là của lão đại. Các em gái nhìn trông thật xinh, mà nếu mày muốn thì cứ gật đầu cho mày thấy cái bầu không khí hơi pha cùng gái du lâu. Yeah. Thì cũng có khu đại lý là toàn đồ ngon, mà nếu muốn bài thì mày cứ lựa. Kẹo trên dẻ là cả trăm con, hàng buôn bán là hiên ngang. Khu đổ đại không ai dòm ngó, mà cần loại kết mày mua tính lại. Nhưng bên đây là nó tính bỏ, bước vào đây mà tao thách bày. Kiếm ra được cái canh tiểu ly, vì mỗi lần mà hàng sức bãi đều được tính là hàng trăm ký. Mà tính theo quý mà ngày 3 lần, sáng dưa chiều mà ra đều là vài trăm ký. Mà khu giải trí chơi bao nhiêu là cho đủ, thôi đi về vì tối nay mà tao còn lo. Hàng sức bãi, hàng ê chề, mày hàng ông lớn rồi hàng ông nhỏ, ngồi chính nhẩm nhìn cả tâm tấn. Mà mọi chuyến hàng mà qua chót lọt, được tao tính là không cẩn. Mà nhìn tao làm mình trông rất dễ, như con nít mà ngồi gọc cát. Mà trẻ hàng về mà phải cân não, sai 1 ly là mày bỏ xác. Mà hàng được trẻ mà về ban đêm, đi đường rừng là bước điều bước. Cái thằng đi trước rồi thằng theo sau, che thẳng hàng như là cây thước. Mà chuyện đến nơi tay tao hàng, thật bình tĩnh rồi nhận tiền. Luôn khẳng định là cho nó biết, tao chính là người cầm quyền chứ. Mà làm về hơi cũng theo điều nhạc, dẹp bỏ hết những lời khen chê mà lạng đồ ngon làm giá 3 triệu. Bỏ vô đầy muôn phiền năm tư, đâu cho hết tháng năm ngạt nghèo. Mà thả tâm mình nhẹ nhàng trên mây, mà chắc cuộc đời trăm phần bạc bẽo. Cứ là ta không phải là ai mà sống vì mình không cần hơn thua. Vì cuộc đời là chuyến đi dài mà ta phải cần thời gian lớn nữa. Ta làm tiếp đây hơi thảo dược mà cho câu chuyện này được bay xa. Mà khi buổi chiều đi làm tăng ca mà ngày mệt mỏi đến giờ phì phà. Ta cứ sống hết đời tuổi trẻ mà mặt ngoài kia bao nhiêu phiền lo. Bỏ hết đi bộn bề công việc mà làm vậy hơi anh em chuyện trò. Thành xưng ta bước chân đầu đời mà thích tố đầy những nơi chưa tới. Mà phải mạnh mẽ như đàn hay âu mà đưa đón nhau bay lượn giữa trời. Càng khiến ta vì tha mọi thứ buông bỏ hết không còn ích kỷ. Đưa tâm ta đời xa cái ác mà chuyện lòng ta vô lo vô nghĩ. Đi cảm thấy cuộc đời mệt mỏi ngồi xuống đây ta làm vài hơi mà thử cảm giác làm con thuyền nhỏ mà bật thi lửa như ngàn ra khơi. Để cho thật là đẹp mà ngồi cùng nhau anh em chia ra mà đốt cho khéo lửa cháy thích điều mà tình huynh đệ anh em một nhà. Xí khối bài cuốn theo nhiều gió mà làm miếng nữa không cần đắn đo. Dẹp bỏ hết miệng đời cay đắng mà thế mà sống không cần lắng lo. Thứ cho đi không cần nhận lại vì cuộc đời trăm phần đắng cay mà đôi khi biết cuộc đời sẽ chảy mình nhưng cần vô cho ta lẽ phải. Tại vì sao phải sợ đời buồn mà phải sống theo ý người khác mà dù bản thân không muốn như vậy mà biến cuộc đời ta thiên thể nhà. Phải một lần chúng ta được thua để thấy ta còn thứ đầy mắt. Con thuyền to chấp nhận sông lớn mà lái điều tài không ngoài sẽ lật. Để cho ta bao lần sóng gió mà đoạn đường đi làm sao bằng mãi. Vì cuộc đời cho ta cơ hội và đó là ánh nắng ban mai. Không có ai không mắc say lầm nhưng khi ngã phải biết đứng lên. Đừng ngồi đợi một sự giúp đỡ mà chờ ai đó phải gọi đúng tên. Có đôi khi cần cho ta hiểu sự lạnh nhạt nằm ở lòng người. Nhưng có lúc ta biết lừa dối nhưng ta đáp trả bằng nụ cười. Trai trẻ cầm nải trời xanh lúc ra xe tốc độ mau lẹ mà có máu liều cần hết cả chặng. Có nhiệt huyết còn phải đam mê mà chưa bao giờ anh muốn từ bỏ. Nhưng cũng vì suy nghĩ tương lai và đam mê gắt đã từ đó anh bắt đầu định cư sang Mỹ. Mà tháng ngày dài gắt lại đam mê bỏ rừng nuôi con xe cất kỹ mà nhưng anh lại không quên lời thề. Ngày nào đó anh sẽ trở lại và anh sẽ cháy hết mình như xưa. Mà để cho anh bao lần vấp ngã mà phải đứng lên vì một câu hứa. Đi lên hai bàn tay trắng mới sợ cố gắng đổi lấy thành công. Anh mong mình sẽ được trở lại một câu nói nghe sau danh lòng. Đi làm thế đổi lấy bề ngàn mà để chân trải cuộc sống ta hương. Có ai đâu thấu hiểu chuyên đề mà một cuộc sống ở nơi phương xa. Và tuổi trẻ bước chân đầu đời mà ôm trong mình ước mong hoài bão. Mà con thuyền này chịu nhiều sương gió mà phải vượt sóng để được vào bãi. Có năm tháng chuyện trôi lên đến vì sức người đây phải có hạn. Mà phải dùng hết sức đời trai trẻ mà lấy đường tay năm này tháng nọ. Khi trong máu chỉ đã ba xăng mà chặn đường dài không lo mắt hậu. Mình đời ba lẻ bước chân đầu đời mà sợ nấp bơi chuyện đó còn lâu. Sự thành công này đã mỉm cười tí trở lại sống với đam mê. Mà chỉ còn có một chút hy vọng mà tí lập tức sẽ quay trở về. Với những thứ còn đang dang dở và giấc mơ bỏ lại hôm qua. Mà chỉ cần xe mà thôi đã đủ mà không cần gì vật chất sao ha. Người huynh đệ dẫu sinh ra tử mà phải nhắc đến cái tên Sơn Khang. Mà người vợ hiền và hương vì lốc mà đưa sự nghiệp anh tí xa hơn. Dù quê hương một phương tâm hướng mà nhưng đam mê thế nên một lòng. Gia lai tìm đồng hành năm tháng phát triển cùng anh Bình Hồ. Sống mình nghĩa anh em một nhà mà chỉ hơn thua tốc độ vô hình. Đi xuyên bàn trên khắp nước Mỹ mình đẩy họ biết Việt Nam quê ta. Mà họ phải biết con rồng trong tiên mà đang phát triển ở nơi xa quê. Trên bản đồ Hoàng Sa Trường Sa là lãnh thổ của người Việt Nam. Mà có lịch sử các ông để lại mày đem tra cứu lên cả ngàn năm. Đi điều hành không tối họ hết chỉ cần nghe tiếng bồ nó đẹp. Mà không đơn giản chỉ là tầm máy mà tiếng gầm là làm bồ khét đẹp. Hơn thua nhau nước đời điểm hậu mà để tiếng thở hòa nhịp động cơ. Mà chinh phục những cung đường ngóng mà vượt núi đèo khung cảnh mộng mơ. Mà đẹp mày xấu âm thanh gầm thét mà đầy hàm máy ép nhẹ bông cua. Còn anh Phú đã được thường phục mà nó chứng minh sức mạnh trong cua. Lão đến trước tốc độ tính gầy mà hai tinh tính tốc độ vô tư. Mà phải tập trung giữ cái đầu lạnh là việc xung quanh trở thành hư vô. Có cái tên làm nên thương hiệu mà là dân chơi phố núi Gia Lai. Và anh em mỗi người một việc mà như khi cần thì phải xây hai. Không cần phải ăn to nói lớn mà khi trên tay cầm nhiều đô la. Đây chỉ cần ở nhà triệu đô mà đậu siêu xe khắp phố bu xa. Trên cánh tay đồng hồ Philip mà còn dưới chân đôi chày Gucci. Có cuộc sống phải biết hưởng thụ mà có chân dài ngọt Ferrari. đây không tiếng cười là phải lao động ngày chẳng thành thơi. Mà khi còn bé là phải được nghe mà tiếng à ơi, tiếng mẹ ru mà thay dầu đó là tiếng hò hét mà cổ rừng gà mà đưa nó vào trong giấc ngủ. Đời 43 là khi còn bé là phải bươn chải đi kiếm miếng cơm mà cuộc đời nó đã xáo trộn. Bước ra đời phải nghỉ học sớm, một cậu bé còn rất ngây thơ mà có khuôn mặt mà thật ngò hiền mà do môi trường mà làm tác động. Nhân chi sơ rồi tánh bụng thiền, dòng thời gian mà khi trôi mau mà khiến thay đổi đi một con người. Về dòng sảy mà của đồng tiền mà làm mất đi một nụ cười. Cái tuổi thơ mà của bạn bè mà vào buổi sáng là bước đến trường mà còn riêng nói vào buổi sáng chạy bị làm cùng sau thịt nướng. Rồi sau đó là bước đến trường nhưng không phải là trường học mà nó là cái trường gà mà tay cầm tiền nó chia từng cọc, đổi tiền đô mà cho khách chơi rồi đưa đón khách vượt biên mà đầu giờ chiều mà ngồi cách sổ mà chia phần trăm với anh bạn. Như bước đi vào hố sâu khi nó động vào hồng phiến mà do số đẩy mà của dòng đời mà nó bước vào dài phản diện. Dù tuổi đời đây còn rất trẻ mà nhưng lại được lòng tin tưởng, được đất ăn mà cũ lâu đại mà nó bước lên hàng ghế tướng. Quan xin hết mà trong lẫn ngoài mà những hợp đồng nó cần thương lượng, nhưng đã bước ra làm ăn thì không nói đến tình thương. Cả hai bên thì cùng có lợi mà cách ăn chia nó phải hợp lý mà có giấy trắng và mực đen, đồ chính xác nó đến từng ly. Nhưng được học mà khi còn nhỏ mình luôn nói không với miễn phí, vì lại những cái bản hợp đồng mà nó phải điểm đến tiền tỷ. Từ này nếp cho đến tác phẩm mà được kìm kẹp mà khi còn bé mà dằn xếp hết tất cả mọi việc mà bằng lời nói ở trong im đẹp. Biên kinh trên và nhường dưới mà sống ngay thẳng mà không một mép mà được ăn trên và ngồi trước mà ngồi cạnh bên mỹ nữ đẹp. Nó thường được đi thăm hỏi mà các chủ cả đi vào cuối tháng mà kiếm phong bì mà tiền lọc lá mà để đút lót cho nhà lại. Ra đầu ngõ để thăm hỏi tìm ông chủ cái quán khách sạn mà thu tiền phí mà về an ninh và thanh toán luôn tiền mua hàng. Mang cái mắt là khách sạn mà nhưng không khác gì đồng chứa mà từ đầu lớn cho đến đầu nhỏ mà gái xinh tươi thì đều có thừa. Để phục vụ cho nhiều chuyến bay mà cho dân chơi mà nhiều chọn lựa, nhưng khi vào thì nhớ hỏi giá để tránh chuyện là mày bị lừa. Bước đi tiếp cho đến cuối phố để tìm gặp ông chủ quán bar, rồi sau đó mày lượn một vòng mà tìm con chủ cái quán massage. Mày đây chủ đường dây mà nhà cung cấp mà nhiều của lạ. Thường các em nhà nghèo khổ là phải đi làm gái bán hoa để trả nợ mà cho gia đình, vì bố mẹ là thích tố đen mà các em gái mà được hoạt động. Mà khi con phố nó đã lên đèn đứng ngay hàng dạ thẳng lối, có trật tự đi không rối ren tác phong đi vào này nếp tất cả đều theo thói quen. Các khách quen mà đến mua vui đa số là dân chủ cả mà hay thiếu gia lắm của nhiều tiền mà xài dân cấp cầm của ba má. Có kẻ đưa già người đón khi trên tay nó cầm đô la mà thứ nó ngậm ở trên đôi môi đó là cần sa không phải thuốc lá. Dân chơi buổi sáng kiếm tiền mà tối lại đến chứng trò phơi pha. Ta chạy dài cho đến cuối phố mà để tìm được khu casino, giàu hoạt động thâu đêm suốt sáng. Chỉ sợ mày không đủ tiền đâu mà có sức chứa trên cả nghìn người. Mà đừng có lo này không đủ chỗ, nếu đang chơi tôi không đủ tiền có quyền mượn lời lại tính sau. Có chủ sổ sẵn sàng chơi giúp, muốn có tiền thì ký tên vào. Đừng tháng chỉ có 5 triệu mà em du lịch ở sang châu Âu. Đừng tháng chỉ có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu. Đừng tháng chỉ có 5 triệu đậu hiệu em đây không thiếu. Đừng tháng chỉ có 5 triệu mà lời em cởi tất cả bao nhiêu. Hôm qua em đi vào bar mà ngồi cùng bạn chỉ hút shisha. Ông ấy chỉ là đại gia mà gửi tặng em bài cọc đố là hứng thụ cuộc sống giao hòa mà mở party ở trong villa. Vui thôi không cần phải nghĩ mà tiền các thầy ở trong vali. Ăn chơi sáng bay chiều ngày mình đã vào bar thì bãi ra bãi. Check in ở phương chạy tay mà vài ba câu để up lên pay. Lao động chính là quang vinh mà là cái sân phải biết đưa đẩy. Mà khi ăn bay phải là bậc thầy mà uống không say năm tay không gãy. Thứ em thích là ô đích, tụi em mang phải là LV. Xe em đi có hiệu Bentley mà về em mang có tên cuối kia. Em thích du lịch sang Mỹ mà ngồi nhâm nhi ly trà cali, mà đến với em tất cả tinh túy triết lý như một cuộc thi. Tiết kiệm phải biết chung chiêu mà gợi đại gia mùi dùm đầu hiệu. Đêm nay hai ta gặp nhau mà hai ba ly nào ta cũng chiêu nè. Lương lẹo là môn năng khiếu mới tung si chiêu, em phải dung chiêu dùng biến thân vào trong cơn khiêu khấu trời cái phần người phiêu. Tôi sẽ thích được làm em thật là gái ngoan từng bị dụ dỗ, mình luôn kháng khổ đúng người đúng chỗ, mà lúc cái chuyện cái mắt hèn khô à. Câu em đi nhảy xấu càng mở sợ cần vài nghìn đô, tin là em gãy bay chụp số mà cố chán này cô như gãy cổ. Có tiền thì được làm việc thường xuyên lương tiền thẳng tiền, và được chơi nó khơi đơn giản mà chỉ cần anh có tiền là thắng, không cần lời nói cao sang khôn ngoan bị anh làm đón. Mà khi không có tiền trong tay điểm thì suy ra tồn tảo nè. Đừng tháng như có 5 triệu mà em du lịch ở sang châu Âu, đừng tháng như có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu, đừng tháng như có 5 triệu đọc hiểu em đây không thiếu, đừng tháng như có 5 triệu mà là em kể tất cả bao kêu à. Chụp ảnh như phố Dubai sánh bài cùng các anh tài, đừng thấy là mướn 5 triệu mà mua đồ hiệu tăng đến Dubai. Các kỹ sư của ngành đầu thai dùng tiền tạo nên thân thái, mà còn em là thân phận con gái mà dạy các anh là cách đầu thai. C2 đi cùng các anh mà để có tiền mua son và phấn đồ hiệu khi vừa mới ra, mà chỉ có việc đi săn và đón chỉ cần than thở về câu hàng hôm qua làm sao nhón tới, mới thì lập tức sẽ có đại gia mà cho sĩ riêng vì thiên đấy đóng. Tuổi em thích là Fendi, áo em mặc là Burberry, nước hoa em là Versace, mà em đam mê làm bố khí này. Lên mạng nói chuyện đạo lý mà khoe có nhà nằm ở city, đủ đỡ với anh công tử mà đem mã ly lên bàn thị thị. Thì buổi làm ăn khó khăn em chuyên luôn bán hàng đa cấp, mặt hàng của em kinh doanh mà rẻ hơn thị trường gấp 3. Bài bà hôm trở thành tỷ phú mà dịu chắc con đường khởi nghiệp, đọc trước sinh ra chục triệu mà bài hôm sau đang gọi điệp ơi. Ông hàng ngập đắng nút cay mà còn chuyện câu cãi xa bay, thì công sức với em bỏ ra mà chị ngồi không được hơn mấy ba. Không có làm mà đòi có ăn, mà thì ăn mứt ăn mùi nhùi, đám tâm lý mấy em mới nớn mà tin đây chỉ đầy đen thui lùi. Đạo lý làm người của em mà có đính kèm con tem ba số, giảng dạy cách sống chân lý mà tỉnh phí phong bì đủ á. Sở hữu đầu óc u mô cầm đồ nhảy số ghi sổ, làm tùng động phải biết kêu to mà tiền cả kho các tay đô Mỹ. Đừng tháng như có 5 triệu mà em du lịch ở sang châu Âu, đừng tháng như có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu, đừng tháng như có 5 triệu đọc hiểu em đây không thiếu, đừng tháng như có 5 triệu mà là em cãi tất cả bao tiêu à. Cho tao từ tháng năm hôm qua mệt nhòi, về bên anh đi em hứa mãi luôn bên người. Vòng tay anh luôn bao la sẽ đón em vào lòng, để trái phong hoa hiên ngang chớ che cho đời em. Nhành hoa phong lan mang lại nắng khi như đang ngồi mời, buồn vui chia nhau em ơi, tháng năm có nhau bên đời. Dành cho ba nhau yêu thương hứa mãi luôn bên người, là ta sẽ luôn bên nhau tháng năm muôn đời sau. Em cho ta cả tuổi thân sinh và ta cho em hết cuộc đời tuổi trẻ, giữ tay nhau để cho thật chặt mà chấp cuộc đời có vời hay rẻ. Cuộc sống khiến ta áp lực trong tình trạng như bị say xe, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau vui là mọi buồn phiền ra đi lặng lẽ. Ta không hứa với em quá nhiều vì sẽ làm cho em ngóng trông, mà ta chỉ biết ôm em thật chặt mà che cho hết những ngày gió đông. Ngọn lửa có cháy thật lớn rồi cuối cùng chỉ còn đống tro, mà có đôi lúc ta muốn xa nhau việc đó khó lắm đúng không. Ta tặng em một đóa hồng nhưng ta sợ đóa hồng tàn phai, nên ta cho em cả tim này để không trừ chỗ dành cho một ai. Con tim ta nhiều lần vỡ nát chỉ mong sao nàng đừng chê bai, tâm sự với nhau thật nhiều một câu chuyện cùng hai chai bia, chuyện buồn vui mà của hai ta mà trong quá khứ và tương lai. Câu nói đùa mà làm em vui làm mất em rồi anh biết thương ai. Ta mặc kệ cuộc đời hơn thua khi hạnh phúc kia chưa giàu sang, vì ta chỉ muốn được cùng em mà ngắm bầu trời kia đầy ngàn sao. Đời cho tao từ tháng năm hôm qua mệt nhòi, về bên anh đi em hứa mãi luôn bên người. Vòng tay anh luôn bao la sẽ đón em vào lòng, để trái phong hoa hiên ngang chớ che cho đời em. Nhành hoa phong lan mang ngoài nắng kia như đang gọi mời, buồn vui chia nhau em ơi, tháng năm có nhau bên đời. Dành cho ba nhau yêu thương hứa mãi luôn bên người, là ta sẽ luôn bên nhau tháng năm muôn đời sau. Hưng thua với đời được gì mà đẩy đánh mất cuộc sống riêng ta, mà chỉ cần em mà thôi đã đủ mà ta sở hữu cái chú thiên nga. Em và tôi hay kẻ xa lạ vô tình bước vào đời nhau, cùng nhau xây dựng mọi thứ bắt đầu bằng cuộc dạo chơi. Ta đưa em mà đến những nơi mà có hoa thơm và cỏ lạ, anh lụm lắc yên đá hạnh phúc mà cho vào đây nó đầy cả lọ. Xây ước mơ mà ta và em mà căn nhà nhỏ ở trên đồi cao, mà đón bình minh và nắng ấm, ngồi nhìn ngắm cái cành đào rơi. Ta cùng nhau mà đi thật xa, mà rời khỏi nơi thành thị náo nức, mà ngắm hoàng hôn ở phía trời xa mà khiến tình ta không thổi đau rứt. Ta và em hai kẻ mộng mơ mà chinh phục cả dãy Trường Sơn. Đôi khi thấy em câu cõi nhưng trong lòng thì đầy hơn thương. Ta muốn được một lần cùng em dạo chơi vùng trời Tây Bắc, nơi ánh đèn vẫn chưa được sáng mà nơi cảnh đẹp làm em ngây ngất. Đưa em lần theo lối nhỏ đến lớp học ở nơi vùng cao, để cho em và ta thấy được tình người chung đắp cùng nhau. Đời cho tao từ tháng năm không qua mệt mỏi, về bên anh đi em hứa mãi luôn bên người. Vòng tay anh luôn bao la sẽ đón em vào lòng, để trái phong hoa hiên ngang chớ che cho đời em. Nhành hoa phong lan mang ngoài nắng khi như đang gọi mời, buồn vui chia nhau em ơi, tháng năm có nhau bên đời. Dành cho ba nhau yêu thương hứa mãi luôn bên người, đàn ta sẽ luôn bên nhau tháng năm muôn đời sau. Gọi mấy ông anh ở Macau vì chuyến hàng đêm nay của tên tao. Mở tiệc lớn tại nhà hàng năm sao để tiếp đón mấy thằng em đồng lào. Không cần biết mày buôn bán ra sao, anh em tao vào thị trường Macau. Nếu ăn chia mày lấy một tàu ba, còn trả giá thì thôi mình xa nhau. Anh em tao đến từ đồng lào mà ở Macau cuộc sống bao hồng. Mấy thằng lớn nói chơi không vào, mày sống chung tay với vai mày cao nồng. Ở nơi đây không có sự công bằng, cuộc đời tao bao năm nó phong trần. Luôn sẵn sàng ở chế độ săn đồng và bật lại rồi lấy sự công bằng. Ngồi bàn lớn nói chuyện với ngoan to, cậu ngang ly thì mày hơi to gan. Cần VIP thì để tao sang cho, đồ lợi nhất thì có thì so ngang. Không có sự lựa chọn cho mày đâu, tao không rảnh để tiếp con này đâu. Cũng không muốn phải đè đầu một ai, cứ 73 thì chúng mới về lâu. Chạy con xe một vòng Hoa Cao, kể mày nghe cuộc đời anh em tao. Lúc trước đầu đường xó chợ và xuất hiện cái chỗ đâu có nợ, là thằng nhóc sẵn sàng khát máu. Buổi cơm chiều để đổi lấy bát cháo, ôm hàng cắm lằn biển giúp biên, chỉ mong sao chuyến này đổi được tiền. Những hình xăm mờ mịt ở trên da, rồng đạp mây quấn hết cả ba bên. Chúc ân tình làm sao mà tao quên, đất Ma Cao phải nhớ hết tên tao. Tao ra xe trước mặt ông Cang để ông thấy cái con chốt sang sông. Bao lần cay đắng nhưng vẫn không sang, vì cái cơm lao lý nó vẫn không màng. Chiến trường nào khốc liệt, môi trường nào khắc nghiệt, trả giá cho bao lần thua biến tao trở thành một tượng đài bất diệt. Cuộc sống hàng ngày với kẻ độc tài, không bao giờ cho thằng nào bắt bài. Nhân dân tệ nhưng thích bi hài, gặp đáy xe tôi cho mày tát tay. Anh em tao Ma Cao, dân chân không ba hoa. Coi nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến yêu tên Sa Kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Anh em tao Ma Cao, dân chân không ba hoa. Coi nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến yêu tên Sa Kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh và tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Từ nhỏ hiểu rõ đời tranh chua, và lần nhanh thua phải đương đầu. Liền đến cái lúc thành ganh ma, tao vòng đánh ra đủ muôn màu. Dặn mấy đứa nhỏ phải thương nhau, bởi vì với tao nghĩa đi đầu. Và chuyện tiền bạc là thứ đi sâu, không nên đổ máu vì những mưu cầu gốc chân đen. Cai quản ranh giới đơn thân lên, thằng nào đến bán chén cơm người khác thì chuyện nát ốc rất thân quen. Quan trọng nghĩa khí tiếng Anh em, Ma Cao đèn sáng xung quanh đêm. Lộ tài sổ kém tầng hình gây gốc tách lưng, quát súng đứng canh xem. Em gái mặt em cho mày chán nếu như mày chán gan. Chơi sang nó đưa mồi bán ba em bành hán gian ngang. Điêu những con hạng ngón phải tiền sáng đây không phải gái lang thang. Dùng đất ăn chơi nếu không thì sống đua thì sắp bất sang vang. Đó là chuyện kể về chuyện ăn gian, phải lấy bàn tay đổi mấy căn vàng. Gỡ gạt khi mày ăn quen đất casino này chắc an toàn. Nơi đây không nghe triết lý, muốn luồn lách thì phải biết ý. Nói thẳng ra tiền là thiết yếu, lo lót an nguy trên từng bước đi. Quay đi theo tao vào đây. Ê, đi theo tao vào đây. Ê, chi nguyên bao tiền ga, chơi không ai phiền ta, cách chơi Ma Cao là đây. Anh em tao Ma Cao, dân chơi không ba hoa. Coi nguyên câu trong đêm lỡ mày gặp biến yêu tên Sa Kha. Lần lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn để tao chiến lược kiên. Anh em tao Ma Cao, dân chơi không ba hoa. Coi nguyên câu trong đêm lỡ mày gặp biến yêu tên Sa Kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thiên. Có thằng anh với tao có thằng em, cuộc sống màn để tao chiến lược kiên. Anh em tao Ma Cao. Anh em tao Ma Cao. tay đây, thầy bỏ tiền lên mặt trước đi, mà chơi xong thẳng đi bằng từng tươi mà ganh nóng đùi như một cuộc thi. Ông chồng chiếc hố đen màu mà tao thường nhắc là dừng thi, mình vợ thanh tốn trước thi tại vậy mày nếu không muốn trở thành cương thi. Nếu đã vướng không ăn chơi ở vùng biên giới là nơi ăn chơi xa đỏ, đốt tiền của các ăn chơi mà có con phố nhỏ đèn ngầu. Các ông quan vẫn thường nuôi tới mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay chủ cả ở khắp mọi nơi. Muốn ý kiến mà ở nơi đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi, mà chơi xong phẳng đi bằng tiền tươi mà ganh đùa như một cuộc thi. Ông chủ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là zombie, mày nhớ tao tốn trước khi ra vậy mày nếu không muốn trở thành cương thi. Để tông đường và đi tham quan là để tông đường và đi tham quan là để tông đường Trái đất nhìn về mặt trời, trái tim anh cũng như mọi vị